Xin kính chào quý thầy cô, xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy lại tiếp tục ôn tập cho các em chuyên đề sóng cơ và sóng âm. Trong tiết này thầy sẽ ôn tập cho các em phần sóng rừng và sóng âm. Bây giờ chúng ta cùng vào bài. Đầu tiên là thầy sẽ hệ thống lại tất cả các kiến thức cho các em. Phần 1 La Mã là sóng rừng. Thế thì để nghiên cứu về sóng rừng thì trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về đặc điểm của sóng phản xạ. Thế thì ta nhớ lại những cái đặc điểm của sóng phản xạ. Đặc điểm thứ nhất là khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Ý thứ hai, khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Thế sau đây, các em cùng xem cái thí nghiệm nho nhỏ để các em hiểu rõ hơn về hai cái đặc điểm này. Các em cùng quan sát trên màn hình. Khi người ta tạo thành sóng cơ lan truyền trên dây thì đến điểm tự do sóng sẽ bị phản xạ ngược trở lại và sóng phản xạ cùng pha với sóng tới. Khi điểm cố định thì sóng phản xạ tại điểm cố định sẽ ngược pha với sóng tới. Các em cùng quan sát lại thí nghiệm. Đầu phản xạ là vật cản tự do. Ta sẽ thấy sóng phản xạ cùng pha với sóng tới. Nếu đầu phản xạ là cố định thì sóng phản xạ sẽ ngược pha với sóng tới. Như vậy là các em đã quan sát và đã hiểu hai đặc điểm của sự phản xạ sóng. Bây giờ chúng ta cùng sang phần 2 là ta nghiên cứu về sóng rừng. Thứ nhất là một số, thầy nhắc lại cho các em một số những khái niệm. Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng thì gọi là sóng rừng. Ở trên màn hình là hình ảnh của sóng rừng. Nút sóng là những điểm không dao động, bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại. Như các em quan sát thấy ở trên màn hình, có các điểm B, M, N, P. Đây là những điểm không dao động, và những điểm không dao động này ta gọi là các nút sóng. Có những điểm C, D, E, F là những điểm dao động với biên độ cực đại. Những điểm dao động với biên độ cực đại này ta gọi là bụng sóng. Như vậy, thầy nhắc lại, nút sóng là điểm không dao động, bụng sóng là điểm dao động với biên độ cực đại. Và khoảng không gian giữa hai nút sóng liên tiếp ta gọi là một bó sóng. Như trên màn hình của các em quan sát thì các em sẽ thấy rằng ở đây khoảng không gian giữa hai điểm B và M, khoảng không gian giữa M và N, khoảng không gian giữa N và P, đấy là một bó sóng. Và trên màn hình các em sẽ quan sát thấy 4 bó sóng. Các em cùng xem một cái đoạn clip ngắn để chúng ta hiểu thêm về sóng rừng. Ở trên màn hình thầy có một đầu rung và một đầu cố định. Và trên dây các em sẽ quan sát thấy sóng rừng. Sẽ có những điểm không dao động ta gọi là nút sóng. Ở trên hình đây là những điểm không dao động là nút sóng. Còn những điểm dao động với biên độ cực đại là bụng sóng. Và cái đầu rung rất gần với một nút sóng thì ta coi rằng đầu rung cũng là một nút sóng. Và trên dây các em sẽ quan sát thấy có hai bụng sóng. Tương ứng với nó là hai bó sóng. Các em cùng quan sát lại để ta hiểu kỹ hơn. Nút sóng là điểm không dao động, bụng sóng là điểm dao động với biên độ cực đại. Đầu rung rất gần một nút sóng, cho nên ta có thể coi rằng đầu rung là nút sóng. Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ là các tính chất trong sóng rừng.
Trên màn hình là hình ảnh của sóng rừng với các điểm nút và điểm bụng. Bây giờ ta có các tính chất như sau. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Như trên hình vẽ ở màn hình, các em quan sát thấy khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là nút N và nút P sẽ cách nhau là lambda trên 2. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là C và D cách nhau lambda trên 2. Như vậy, ta có cái tính chất mà các em cần nhớ, đó là khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Khoảng thời gian giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là T lớn trên 2. Trong quá trình dao động thì sẽ có lúc dây thẳng, và khoảng thời gian giữa hai lần dây thẳng liên tiếp là T lớn trên 2, là một nửa chu kỳ. Tính chất thứ ba là những điểm trên sợi dây nằm trong cùng một bó sóng thì dao động cùng pha với nhau. Những điểm nằm ở hai bó sóng cạnh nhau thì dao động ngược pha với nhau. Ở trên màn hình, các em quan sát, thầy có điểm H và điểm C. Đây là hai điểm ở trên cùng một bó sóng. Và điểm H và điểm C này sẽ dao động cùng pha với nhau. Tức là đi lên thì cùng đi lên và đi xuống thì cùng đi xuống. Thế còn điểm C và điểm D là hai điểm ở hai bó sóng cạnh nhau thì chúng sẽ dao động ngược pha với nhau. Tức là điểm C mà đi xuống thì điểm D sẽ đi lên. Và điểm C đi lên thì điểm D lúc này sẽ đi xuống. Như vậy, chúng ta có ba cái tính chất cần nhớ. Thầy nhắc lại, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Khoảng thời gian giữa hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là T lớn trên 2. Những điểm trên sợi dây nằm trong cùng một bó sóng thì dao động cùng pha với nhau. Những điểm nằm ở hai bó sóng cạnh nhau thì dao động ngược pha với nhau. Ta sang phần 3 nhỏ trong mục sóng rừng, đó là sóng rừng trên sợi dây có hai đầu cố định. Và trên hình vẽ là thầy đã thể hiện được sóng rừng ở trên sợi dây có hai đầu cố định. Thì lúc này cả hai đầu cố định đều là nút sóng, tức là hai đầu cố định đều không dao động, và ta gọi nó là nút sóng. Thì lúc này chiều dài sợi dây AB phải bằng số nguyên lần nửa bước sóng. Có nghĩa là L bằng AB bằng K lần lambda trên 2 bằng K nhân V trên 2F, vì lambda là bằng V trên 2F. Cho nên ta có biểu thức K lambda trên 2 bằng K nhân V trên 2F. Với K bằng 1, 2, 3 là các số nguyên. Và K ở đây chính là số bó sóng ở trên dây. Ví dụ trong hình vẽ của chúng ta ở trên màn hình thì các em quan sát thấy là có 1, 2, 3, 4 bó sóng. 4 bó sóng thì trong tình huống này sẽ ứng với K bằng 4. Và chiều dài của dây AB lúc này sẽ là 4 lần lambda trên 2. Và từ đó, các em sẽ suy ra được số bụng sóng, N bụng sẽ bằng K bụng. Và số nút sóng là N nút sẽ bằng K cộng 1 nút. Các em lại nhìn lên trên màn hình. Thì khi nhìn lên trên màn hình thì các em quan sát thấy ở hình vẽ của thầy có 4 bó sóng. 4 bó sóng này thì ta sẽ đếm số nút là 1, 2, 3, 4, 5 nút sóng. Thế còn số bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại sẽ là 1, 2, 3, 4 bụng sóng. Như vậy, thầy nhắc lại, số bụng sóng là K, còn số nút sóng trong trường hợp này là K cộng 1. Và tần số nhỏ nhất để xảy ra sóng rừng ở trên dây, tần số nhỏ nhất để xảy ra sóng rừng ở trên dây sẽ ứng với K bằng 1. Tức là K bé nhất. Và khi đó chúng ta sẽ có tần số nhỏ nhất để xảy ra sóng rừng F min bằng V trên 2L. Và nếu đầu B cố định còn đầu A rung, ta xét giống như cái thí nghiệm mà các em đã xem lúc trước. Nếu đầu B cố định còn đầu A rung thì đầu A sẽ rất gần một nút sóng. Khi đó ta có thể coi đầu A cũng là một nút sóng. Các em xem cái hình ảnh thực tế khi chúng ta thí nghiệm sóng rừng, thì các em quan sát thấy đầu B là đầu cố định, thế còn đầu A là cần rung. Và ta nhận thấy là đầu A rất gần một nút sóng, cho nên ta có thể coi đầu A cũng là một nút sóng. Vậy thì trên dây mà có một đầu cố định, một đầu rung, thì chúng ta cũng có thể coi rằng K
cả hai đầu đều là nút sóng. Ta sang phần 4 trong mục sóng rừng. Sóng rừng trên sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do. Thì trên hình vẽ của thầy đã thể hiện sóng rừng có một đầu cố định là đầu A và đầu tự do là đầu B. Thì các em sẽ quan sát thấy là đầu cố định là nút sóng, còn đầu tự do là bụng sóng. Như trên hình vẽ, đầu A cố định sẽ là nút sóng, không dao động. Thế còn đầu B tự do sẽ là bụng sóng và là điểm dao động với biên độ cực đại. Và chiều dài sợi dây AB lúc này phải bằng số lẻ lần 1/4 bước sóng. Và như vậy ta sẽ có chiều dài dây AB L bằng AB bằng 2K cộng 1 nhân với lambda trên 4 bằng 2K cộng 1 nhân V trên 4F. 2K cộng 1 là số lẻ. Với K bằng 1, 2, 3 và K cũng là số bó sóng ở trên dây. Như trên hình vẽ ở màn hình thì các em sẽ quan sát thấy với hình vẽ của thầy thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3 bó sóng. Và trong tình huống này thì K sẽ bằng 3. Và chúng ta sẽ có chiều dài ZAB thay vào cái công thức mà chúng ta đã có thì L bằng AB sẽ bằng 7 lần lambda trên 4 bằng 7 lần V trên 4F. Và từ đó ta suy ra được số bụng sóng. Số bụng sóng các em sẽ tính được là K cộng 1. Và số nút sóng là K cộng 1. Ta cùng quan sát ở trên màn hình tiếp tục. Ở trên màn hình thì chúng ta có 1, 2, 3 bó sóng. Và chúng ta cùng đếm số nút sóng. Điểm A là một nút. 1, 2, 3, 4. Như vậy, 3 bó sóng. Chúng ta có 4 nút sóng. Chúng ta cùng đếm số bụng sóng. 1 bụng, 2 bụng, 3 bụng. Và đến B nữa là 1 bụng nữa là 4 bụng. Như vậy, với tình huống sóng rừng trên dây có một đầu cố định và một đầu thả tự do thì thầy nhắc lại, số bụng sóng là N bụng bằng K cộng 1. Thế còn số nút sóng N nút bằng K cộng 1. Tần số nhỏ nhất để xảy ra sóng rừng trên dây sẽ ứng với K nhỏ nhất. Và trong tình huống này là K nhỏ nhất bằng 0. Thế thì các em sẽ có F min sẽ bằng V trên 4L. Đấy là tần số nhỏ nhất để xảy ra sóng rừng ở trên dây. Và ta cũng xét tình huống tiếp theo là nếu đầu B tự do còn đầu A rung, đầu B thả tự do còn đầu A rung thì đầu A sẽ rất gần một nút sóng. Khi đó ta có thể coi đầu A cũng là một nút sóng. Như vậy cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dây có một đầu cố định, một đầu rung. Trường hợp thứ hai, dây có một đầu tự do, một đầu rung. Thì các em nhớ rằng cả hai đầu rung này đều rất gần một nút sóng. Và ta có thể coi rằng đầu rung cũng là một nút sóng. Ta sang phần 5 là phương trình sóng rừng. Thì ở đây chúng ta sẽ xét đầu A dao động với phương trình. Đầu dao động hoặc là nguồn dao động sẽ dao động với phương trình U bằng A cos omega t. Thì các em sẽ có phương trình của ly độ. Thầy xét điểm M nằm trên dây AB đang có sóng rừng thì phương trình dao động của điểm M ở trên dây. Phương trình dao động của điểm M ở trên dây sẽ là UM bằng AB nhân với sin 2pi x trên lambda nhân sin omega t. Với AB là biên độ của bụng sóng, AB ở trong biểu thức là biên độ của bụng sóng. X ở trong biểu thức sin 2pi x trên lambda thì x là khoảng cách từ M đến nút sóng được chọn làm gốc. Và các em lưu ý rằng ở trong biểu thức này thì x và lambda sẽ cùng đơn vị với nhau. X là đơn vị mét thì lambda cũng sẽ đơn vị mét. X là đơn vị cm thì lambda cũng là đơn vị cm. Và từ đó ta sẽ có biên độ dao động của điểm M. Biên độ dao động của điểm M là AM bằng AB nhân với sin 2pi x trên lambda. Biên độ là giá trị dương
nên ta phải lấy trị tuyệt đối. Ta suy ra được phương trình dao động tại điểm M có thể được viết thành UM bằng cộng trừ AM nhân sin omega t. Tại sao chỗ này lại có cộng trừ? Là bởi vì sin của 2pi x gì trên lambda có thể dương hoặc có thể âm, mà biên độ AM là giá trị dương. Cho nên trong biểu thức dưới này ta phải lấy cộng trừ tùy theo dấu của biểu thức sin 2pi x gì trên lambda. Và từ phương trình ly độ, chúng ta rút ra được phương trình vận tốc dao động của điểm M. Thì đây là một dao động điều hòa, nên vận tốc dao động của điểm M cũng được tính giống như trong dao động điều hòa. Đó là Vm sẽ bằng Um phẩy, là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Ta được giá trị là trừ omega AB nhân sin 2pi x gì trên lambda nhân cos omega t, và bằng trừ cộng omega AM nhân cos omega t. Như vậy, thầy đã nhắc xong cho các em về đại cương, những kiến thức của sóng rừng. Bây giờ thầy sang mục 2 La Mã là sóng âm. Và chúng ta cùng nhắc lại một số những khái niệm quan trọng trong phần sóng âm. Thứ nhất là cái định nghĩa. Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí lỏng rắn. Thứ hai là âm thanh. Âm thanh là những sóng âm mà con người nghe được. Âm thanh nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Sóng hạ âm là những sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. Voi, chim bồ câu là cảm nhận được cái sóng hạ âm này. Và cái sóng hạ âm này con người cũng không nghe thấy, các em nha. Ta sang thứ tư là siêu âm. Siêu âm là những sóng âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz. Và những con vật như rơi, chó, cá heo sẽ cảm nhận được sóng siêu âm này. Và con người cũng không nghe được sóng siêu âm. Thầy nhắc lại, con người chỉ nghe được những sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Còn ngoài khoảng này, con người sẽ không cảm nhận được âm thanh. Tài lượng tiếp theo là tốc độ truyền âm. Thì tốc độ truyền âm là tốc độ truyền sóng âm trong môi trường, cũng như sóng cơ. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào môi trường vật chất, và tốc độ truyền sóng trong môi trường rắn lớn hơn trong môi trường lỏng, lớn hơn trong môi trường khí. Như vậy, chúng ta sẽ có V rắn lớn hơn V lỏng, lớn hơn V khí. Khái niệm tiếp theo là bước sóng. Thì cũng giống như trong sóng cơ, chúng ta có bước sóng ở trong sóng âm là quãng đường sóng âm truyền được trong một chu kỳ lambda bằng V nhân T và bằng V trên F. Các em cùng thầy sang các đặc trưng vật lý của âm. Đặc trưng thứ nhất là tần số F. Tần số F là tần số của sóng âm, và tần số F bằng tần số của nguồn phát âm và không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. Ở đây, tần số F bằng tần số của nguồn phát âm, có nghĩa là nguồn phát ra tần số nào thì sóng âm sẽ có tần số đó. Nguồn phát ra tần số 20 Hz thì sóng âm có tần số là 20 Hz. Nguồn phát ra tần số 1.000 Hz là sóng âm có tần số 1.000 Hz. Và tần số này không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. Nếu các em cho sóng âm truyền từ không khí và nước với tần số là 1.000 Hz, thì trong không khí tần số là 1.000 Hz, trong nước tần số của sóng âm cũng là 1.000 Hz. Như vậy, có hai đặc điểm của tần số là bằng tần số của nguồn phát sóng và không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. Đại lượng thứ hai là cường độ âm y. Cường độ âm tại một điểm là năng lượng sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.
và đơn vị của cường độ âm là watt trên mét vuông. Thế nhắc lại cái định nghĩa này là cường độ âm tại một điểm là năng lượng sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian, và đơn vị của cường độ âm là watt trên mét vuông. Và nếu nguồn phát âm là nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương với công suất là P-watt, thì cường độ âm tại điểm M cách nguồn một khoảng R được xác định theo công thức I bằng P trên S gì bằng P trên 4pi R bình. Ở đây với SC là 4pi R bình là diện tích mặt cầu có tâm đặt tại vị trí nguồn và có bán kính là R. Và từ công thức này các em sẽ nhận thấy rằng là cường độ âm Y tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, tức là Y tỷ lệ thuận với 1 trên R bình phương. Còn nếu phát biểu bằng lời có nghĩa là cường độ âm Y tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Cái kiến thức này rất quan trọng các em nhé. Cái kiến thức này các em sẽ sử dụng để làm rất nhiều các bài tập. Cho nên các em phải ghi nhớ kiến thức về cường độ âm Y tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Chúng ta cùng sang đại lượng thứ 3, đặc trưng vật lý của âm, đó là mức cường độ âm L. Mức cường độ âm là đại lượng vật lý của âm được xác định theo biểu thức L bằng log của Y trên Y0. Log ở đây là loga cơ số 10. Với Y0 bằng 10 mũ trừ 12 watt trên mét vuông, ta gọi là cường độ âm chuẩn. Và đơn vị của mức cường độ âm là ben. Chúng ta ký hiệu bằng chữ B. Và chúng ta có một cái đơn vị nữa là decibel, với một ben bằng 10 decibel. Và nếu chúng ta dùng đơn vị decibel để tính mức cường độ âm thì công thức của chúng ta sẽ trở thành L ở đơn vị decibel sẽ bằng 10 nhân với log của Y trên Y0. Y ở đây là cường độ âm tại điểm xét, Y0 là cường độ âm chuẩn. Và chúng ta so sánh hai công thức để chúng ta thấy được sự khác biệt. Nếu công thức không xuất hiện số 10 ở phía trước, tức là L bằng log của Y trên Y0, thì công thức này sẽ cho các em đơn vị của mức cường độ âm là ben. Thế còn công thức L bằng 10 log của Y trên Y0 thì sẽ cho chúng ta đơn vị của mức cường độ âm là decibel. Và đặc trưng vật lý thứ tư của âm đó là đồ thị dao động âm. Thì các em đã biết rằng khi một nhạc cụ phát ra âm có tần số F, ta gọi là tần số âm cơ bản, thì nó sẽ đồng thời phát ra các họa âm có tần số là 2F, 3F, 4F, v.v. Và âm phát ra chính là tổng hợp của các họa âm này. Thế thì đồ thị dao động âm là gì? Là tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong một nhạc âm. Ở trên màn hình của các em, ở đây giả sử thầy có âm thứ nhất là âm cơ bản, ta gọi là họa âm thứ nhất. Họa âm thứ hai, họa âm thứ hai sẽ có tần số lớn gấp 2 lần âm cơ bản. Và tất nhiên nhạc cụ sẽ còn phát ra rất nhiều các họa âm khác, 3F, 4F, 5F. Nhưng ở đây thầy chỉ vẽ hình hai họa âm thứ nhất và họa âm thứ hai, thì hai họa âm này kết hợp với nhau tạo thành âm phát ra. Và âm phát ra này chính là đồ thị dao động âm. Như vậy thầy nhắc lại, đồ thị dao động âm là tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong một nhạc âm. Và với các nhạc cụ khác nhau thì biên độ của các họa âm là khác nhau. Do đó đồ thị dao động âm của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra là khác nhau. Thế ví dụ
Bây giờ khi chúng ta chơi đàn guitar, đàn piano, chơi sáo, thì khi chúng ta chơi nốt la có tần số là 440 Hz, thì lúc này tất cả các nhạc cụ đều phát ra âm cơ bản có nốt la tần số F bằng 440 Hz. Đồng thời các nhạc cụ này sẽ phát ra các họa âm 2F, 3F, 4F, 5F. Nhưng biên độ của các họa âm mà các nhạc cụ phát ra là khác nhau, nên tổng hợp âm phát ra là khác nhau. Và do đó chúng ta sẽ có đồ thị dao động âm là khác nhau. Và các em quan sát trên màn hình, thấy có các đồ thị dao động âm. Đối với âm thoa thì đồ thị dao động của nó gần như là đường hình sin, có nghĩa là cái số họa âm nó phát ra rất ít, hầu như không có, chỉ có âm cơ bản. Với sáo và kèn thì các dụng cụ này phát ra rất nhiều các họa âm, và các họa âm này có biên độ khác nhau, nên khi tổng hợp lại chúng ta sẽ có đồ thị dao động âm là khác nhau. Như vậy, thầy nhắc lại, đồ thị dao động của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra là khác nhau. Chúng ta cùng tổng kết các đặc trưng sinh lý của âm. Với các đặc trưng sinh lý của âm, đặc trưng thứ nhất là độ cao. Độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với tần số âm. Âm có tần số lớn thì ta gọi là âm cao hay là âm bổng. Âm có tần số thấp thì chúng ta gọi là âm trầm hay là âm thấp. Đặc trưng sinh lý thứ hai là độ to. Độ to là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với mức cường độ âm. Mức cường độ âm lớn thì ta nghe thấy âm to, mức cường độ âm nhỏ thì ta nghe thấy âm bé. Và đặc trưng sinh lý thứ ba là âm sắc. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm. Nó giúp ta phân biệt được âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. Như ở mục trước, chúng ta đã biết đồ thị dao động âm là khác nhau đối với các nhạc cụ khác nhau. Và đồ thị dao động âm khác nhau cho nên sẽ gây ra các cảm giác âm khác nhau. Và cảm giác âm khác nhau tức là ta nói rằng âm sắc khác nhau. Và đồ thị dao động âm sẽ cho phép chúng ta phân biệt các nhạc âm phát ra từ các nhạc cụ khác nhau. Như vậy, thầy đã tổng kết xong cho các em những kiến thức cơ bản nhất của phần sóng rừng và sóng âm. Bây giờ, thầy cùng các em vào các bài tập vận dụng để củng cố thêm những kiến thức mà chúng ta vừa có. Chúng ta cùng nhau qua câu thứ nhất. Câu 1. Câu 1 ở đây là mã đề 204 đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Trên một sợi dây đang có sóng rừng. Khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là đáp án A 2 cm, đáp án B 4 cm, đáp án C 1 cm và đáp án D là 8 cm. Thế thì để làm bài này thì chúng ta phải nhớ được các kiến thức, đó là khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là lambda trên 2, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Và như vậy các em sẽ có khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp nhau là lambda trên 4. Vậy ở đây chúng ta sẽ có kiến thức để làm bài này là khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là lambda trên 4. Và đề bài cho khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là 2 cm. Vậy thì các em sẽ có lambda trên 4 bằng 2 cm. Và từ kiến thức này chúng ta suy ra bước sóng lambda bằng 8 cm. Như vậy thầy nhắc lại bài này, chúng ta sử dụng kiến thức khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là lambda trên 2, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là lambda trên 2. Như vậy khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là lambda trên 4. Và chúng ta có được kết quả là lambda trên 8. Vậy đáp án chúng ta chọn là đáp án D. Ta sang câu 2. Với câu 2
là mã đề 201 của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Một sợi dây dài 60cm có hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với hai nút sóng không kể A và B. Sóng truyền trên dây có bước sóng là đáp án A 40cm, đáp án B 30cm, đáp án C 90cm và đáp án D là 120cm. Thế đây là một bài toán sóng dừng và cho số nút sóng. Vậy thì từ số nút sóng các em sẽ suy ra số bó sóng và chúng ta thay vào công thức. Bây giờ các em cùng thầy đi vào phần hướng dẫn. Thầy sẽ có, vì hai đầu AB cố định nên hai đầu AB đều là nút sóng. Chúng ta sử dụng cái kiến thức mà ta đã nhắc lại lúc trước. Từ đó ta suy ra tổng số nút sóng trên sợi dây là 4 nút. Vì đề bài cho rằng trên dây có 2 nút không kể AB. Bây giờ AB là 2 nút nữa. Vậy tổng cộng số nút ở trên dây lúc này sẽ là 4 nút. Và với dây có 2 đầu cố định thì chúng ta có số nút N nút bằng K cộng 1. Vậy thì từ đây ta suy ra số bó sóng là K sẽ bằng 4 trừ đi 1 bằng 3. Vậy là ta rút ra được số bó sóng là bằng 3. Vậy thì chiều dài sợi dây AB được tính theo công thức AB bằng K lần lambda trên 2. Thầy phát biểu bằng lời là chiều dài sợi dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng. AB bằng K lần lambda trên 2. Chúng ta cùng nhau thay số. AB là 60. Ta thay 60 vào trong biểu thức. K bằng 3, chúng ta vừa tính được, nhân với lambda trên 2. Vậy từ công thức này, chúng ta suy ra được lambda bằng 40cm. Như vậy, ta đã tính được bước sóng lambda bằng 40cm. Và kết quả chúng ta chọn ở đây là đáp án A. Như vậy, với câu 2 này, chúng ta sử dụng hai kiến thức. Kiến thức thứ nhất là số nút bằng K cộng 1. Kiến thức thứ hai là chiều dài sợi dây AB bằng K lambda trên 2. Với K ở đây là số bó sóng. Chúng ta cùng sang ví dụ 3. Mã đề 202 Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Một sợi dây đàn hồi dài 30cm. Có hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với ba bụng sóng. Sóng trên dây có bước sóng là đáp án A 20cm, đáp án B 40cm, đáp án C 10cm, đáp án D 60cm. Như vậy với câu 3 này là một bài toán sóng dừng nhưng đề bài cho bụng sóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bước sóng. Vậy chúng ta sẽ sử dụng kiến thức nào để làm bài toán này? Các em nhìn lên màn hình, thầy sẽ hướng dẫn. Ở đây hai đầu AB lại là cố định. Vì hai đầu AB cố định nên đầu AB đều là nút sóng. Suy ra tổng số bụng sóng trên dây là 3. Vì đề bài cho thế này, trên dây đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Và hai đầu AB là nút rồi, cho nên là chúng ta có tổng cộng 3 bụng sóng thôi. Và ta nhớ lại cái kiến thức mà thầy nhắc lại cho các em lần trước. Đó là số nút thì bằng K cộng 1. Thế còn số bụng, N bụng là bằng K. Vậy thì từ đây ta suy ra số bó sóng. Ta suy ra được số bó sóng là K bằng 3. Chính là bằng số bụng sóng. Chúng ta thay vào công thức chiều dài sợi dây. Chiều dài sợi dây AB bằng K lần lambda trên 2. Và ta thay AB bằng 30cm vào trong biểu thức. K bằng 3 và chúng ta sẽ có 30 bằng 3 lần lambda trên 2. Ta suy ra được lambda bằng 20cm. Vậy trong câu này chúng ta chọn đáp án A. Vậy ở bài tập này, thầy nhắc lại cho các em hai kiến thức. Kiến thức thứ nhất
là số bụng sóng chính là bằng số bó sóng, bằng K. Kiến thức thứ hai là chiều dài sợi dây AB với hai đầu cố định thì AB sẽ bằng K lambda trên 2. Chúng ta cùng sang ví dụ 4. Mã đề 201 Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Với một sợi dây đàn hồi dài 30cm có hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây với bước sóng 20cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6mm là đáp án A là 8, đáp án B là 6, đáp án C là 3 và đáp án D là 4. Vậy thì với bài toán này, ta sẽ sử dụng kiến thức thứ nhất quen thuộc với chúng ta, đó là vì hai đầu AB cố định nên khi có sóng dừng, chiều dài sợi dây sẽ là AB bằng K lambda trên 2. Và suy ra, chúng ta sẽ thay số liệu đề bài cho vào trong biểu thức AB bằng 30. Thầy thay 30 vào trong biểu thức. Lambda là bằng 20. Thầy thay 20 vào trong biểu thức thì lambda chia 2 còn 10. Vậy thì các em sẽ có 30 bằng K nhân 10 và suy ra K bằng 3. K bằng 3 tức là trên dây có 3 bó sóng. Trên dây có 3 bó sóng. Và chúng ta có một cái kiến thức tiếp theo nữa là trên mỗi bó sóng sẽ có hai điểm đối xứng với nhau qua bụng dao động với cùng biên độ. Thầy nhắc lại cái đặc điểm này. Trên mỗi một bó sóng luôn luôn có hai điểm đối xứng với nhau qua bụng dao động với cùng biên độ. Và như vậy, chúng ta sẽ suy ra số điểm dao động với biên độ 6mm nhỏ hơn biên độ của bụng sóng. Biên độ của bụng là 2cm. Thì số điểm này sẽ là 3 x 2 bằng 6 điểm. Vậy trên dây có tất cả 6 điểm dao động với biên độ 6mm nhỏ hơn biên độ dao động của bụng. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Vậy thì bài toán này, thầy nhắc cho các em một cái đặc điểm. Đó là trên mỗi bó sóng sẽ có hai điểm đối xứng với nhau qua bụng dao động với cùng biên độ. Vậy thì nếu trên dây có K bụng sóng thì số điểm dao động với cùng biên độ và biên độ này nhỏ hơn biên độ của bụng sóng sẽ là K nhân 2. Chúng ta cùng sang ví dụ 5. Ví dụ 5 như sau. Một sợi dây đàn hồi rất dài. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 1,2m, có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8m trên dây. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là đáp án A 0,075 giây, đáp án B 0,05 giây, đáp án C 0,025 giây, đáp án D 0,1 giây. Như vậy, với ví dụ này, thầy đề cập cho các em về kiến thức khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Chúng ta vẫn có, vì hai đầu AB cố định nên hai đầu AB đều là nút sóng. Tổng số nút sóng trên sợi dây sẽ là 4 vì chúng ta thấy đề bài cho không kể hai đầu dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Như vậy, hai đầu cố định là hai nút cộng với hai nút sóng ở trên dây, ta có tổng số nút sóng trên sợi dây là 4 và suy ra số bó sóng là K bằng 3 và chiều dài sợi dây AB bằng K lần lambda trên 2. Thầy thay số dây dài 1,2m. Thầy thay 1,2, K bằng 3 nhân với lambda trên 2. Ta suy ra được lambda bằng 0,8m. Và chu kỳ truyền sóng T sẽ bằng lambda trên V bằng 0,8 chia cho 8 là tốc độ truyền sóng là 0,1 giây.
Và chúng ta có kiến thức là khoảng thời gian giữa hai lần giây duỗi thẳng liên tiếp là T lớn trên 2 bằng 0,05 giây. Vậy với bài toán này, chúng ta cùng chọn đáp án B. Vậy qua bài toán này, thầy nhắc lại cho các em kiến thức trong sóng rừng là khoảng thời gian giữa hai lần giây duỗi thẳng liên tiếp là T lớn trên 2 là một nửa chu kỳ. Chúng ta cùng sang ví dụ 6. Ví dụ 6 của mã đề 202 Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng rừng. M và N là hai phần tử dây dao động điều hòa có vị trí cân bằng cách đầu A những khoảng lần lượt là 16cm và 27cm. Biết sóng truyền trên sợi dây có bước sóng là 24cm. Tỷ số giữa biên độ dao động của M và biên độ dao động của N là đáp án A căn 3 trên 2, đáp án B căn 6 trên 2, đáp án C căn 3 trên 3, đáp án D căn 6 trên 3. Thì bài toán này thầy đề cập về kiến thức tính biên độ dao động của phần tử trong sóng rừng. Thầy sẽ hướng dẫn cụ thể các em. Đầu tiên là thầy nhắc lại biểu thức biên độ của dao động tại M và N. Thì biểu thức biên độ của dao động tại M và N như sau. AM là biên độ tại M bằng AB nhân sin 2pi xm trên lambda. AB là biên độ của bụng sóng. Xm sẽ là khoảng cách từ M cho đến gốc tọa độ. AN bằng AB nhân sin 2pi xn trên lambda. AN là biên độ dao động của điểm N. Với AB là biên độ của bụng sóng, XM, XN là khoảng cách từ MN đến điểm A. Ở đây chúng ta đã chọn điểm A là gốc. Và từ kiến thức này, các em sẽ suy ra tỷ số giữa hai biên độ. Các em sẽ có AM trên AN sẽ bằng AB nhân với sin 2pi xm trên lambda chia cho AB nhân sin 2pi xn trên lambda. Và chúng ta cùng thay các dữ liệu mà đề bài cho. Dữ liệu thứ nhất là điểm M cách A 16cm. Thầy thay xm bằng 16cm. Đề bài cho lambda bằng 24cm. Thầy thay lambda bằng 24cm. Đề bài cho xn là điểm N cách đầu A 27cm, lambda bằng 24. Và chúng ta sẽ có công thức sin của 2pi nhân 16 trên 24 chia cho trị tuyệt đối sin của 2pi nhân 27 trên 24. Và kết quả các em thu được là căn 6 trên 2. Và với kết quả này thì chúng ta sẽ chọn đáp án B là căn 6 trên 2. Vậy là qua ví dụ này, thầy nhắc lại cho các em về công thức biên độ của dao động tại một điểm M trong sóng rừng là AM bằng trị tuyệt đối của AB nhân với sin 2pi xm trên lambda. AB ở đây là biên độ của bụng sóng. Chúng ta cùng sang câu 7. Với câu 7 là mã đề 205 Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Câu 7 là một câu hỏi lý thuyết. Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm? Thì chúng ta cùng nhớ lại các đặc trưng sinh lý. Có 3 đặc trưng sinh lý. Đặc trưng thứ nhất là độ cao phụ thuộc vào tần số. Đặc trưng thứ hai là độ to phụ thuộc vào mức cường độ âm. Và đặc trưng thứ ba là âm sắc. Thì ở trong câu 7 này, câu hỏi là đặc trưng nào là đặc trưng sinh lý của âm? Ta có đáp án A là đồ thị dao động âm, không phải. Đáp án B, mức cường độ âm, không phải. Đáp án C, tần số âm, không phải. Đáp án D, độ to của âm,
Đây chính là đặc trưng sinh lý của âm. Vậy đáp án thầy trò chúng ta chọn là đáp án D. Câu 8, mã đề 202 Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 cũng là một câu hỏi lý thuyết. Siêu âm có tần số, thì trước khi vào các câu trả lời, chúng ta cùng nhắc lại khái niệm về siêu âm. Siêu âm là gì? Siêu âm là sóng âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz và siêu âm tai người không nghe được. Con người chỉ nghe được những sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Sau khi nhớ lại kiến thức, chúng ta quay vào các câu trả lời. Đáp án A, lớn hơn 20.000 Hz và tai người không nghe được. Vậy, câu này phù hợp với cái kiến thức về sóng siêu âm lớn hơn 20.000 Hz và tai người không nghe được. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án A. Còn thầy phân tích tiếp các đáp án khác vì sao lại sai. Đáp án B, nhỏ hơn 16 Hz và tai người không nghe được. Nhỏ hơn 16 Hz là hạ âm. Đáp án C, nhỏ hơn 16 Hz và tai người nghe được. Nhỏ hơn 16 Hz cũng là hạ âm. Đáp án D, lớn hơn 20.000 Hz và tai người nghe được. Lớn 20.000 Hz là siêu âm, nhưng sóng siêu âm con người không nghe được. Vậy, đáp án chính xác ở câu này là đáp án A. Chúng ta cùng sang ví dụ 9 của phần sóng âm. Ví dụ 9 là mã đề 202, đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Một nguồn âm điểm phát âm ra môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ âm. Biết mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn âm 100m có giá trị là 20 decibel. Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 1m có giá trị là đáp án A 60 decibel, đáp án B 40 decibel, đáp án C 10 decibel và đáp án D 80 decibel. Vậy, ở trong bài toán này, thầy nhắc lại cho các em hai công thức. Công thức thứ nhất là mức cường độ âm L bằng log của Y trên Y0. Công thức thứ hai là cường độ âm Y tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm ví dụ 9. Chúng ta sẽ có do nguồn âm là nguồn điểm phát âm đều theo mọi phương trong không gian, nên cường độ âm Y tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách R từ nguồn đến điểm xét. R sẽ là khoảng cách từ nguồn đến điểm xét. Ta có kiến thức thứ hai, gọi mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 100m là L1 bằng 10 log của Y1 trên Y0 bằng 20 decibel. Vì đơn vị của L đề bài cho là decibel, nên trong công thức của chúng ta sẽ có số 10 ở phía trước, tức là L1 bằng 10 log của Y1 trên Y0. Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 1m, L2 bằng 10 log của Y2 trên Y0. Và chúng ta có L2 trừ L1. L2 trừ L1 sẽ bằng 10 log của Y2 trên Y0 trừ đi 10 log của Y1 trên Y0. Và sẽ chính là bằng 10 log của Y2 trên Y1. Chúng ta đã có kiến thức rằng tỷ số giữa hai cường độ âm, tỷ số giữa hai cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Vậy thì 10 log của Y2 trên Y1 sẽ bằng 10 log của R1 bình trên R2 bình. R1 là 100, R2 là 1. Vậy chúng ta sẽ có L2 trừ L1 bằng 10 log của 100 bình trên 1 bình và bằng 40. Đơn vị ở đây là decibel. Và L2 trừ L1 là 40 decibel, L1 đề bài cho là 20 decibel. Vậy chúng ta thay vào, ta sẽ tìm ra được L2 bằng 60 decibel. Với kết quả này, chúng ta sẽ chọn đáp án A. Vậy trong bài tập này, thầy muốn nhắc cho các em hai kiến thức. Kiến thức thứ nhất là cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Kiến thức thứ hai là công thức
L bằng 10 log của Y trên Y0. Và đơn vị của công thức này là decibel. Chúng ta cùng nhau sang câu 10. Là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Tại một điểm trên trục OX có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Ở hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm Y tại những điểm trên trục OX theo tọa độ X. Cường độ âm chuẩn là Y0 bằng 10 mũ trừ 12 watt trên mét vuông. M là điểm trên trục OX có tọa độ X bằng 4 mét. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất nào với giá trị sau đây? Đáp án A là 24,4 decibel. Đáp án B là 24 decibel. Đáp án C 23,5 decibel. Đáp án D 23 decibel. Vậy với bài toán này là bài toán đã có sự nâng cao một chút, là phối hợp giữa kiến thức về cường độ âm, kiến thức về mức cường độ âm và kiến thức về đọc đồ thị. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này. Thì giả sử nguồn âm đặt tại điểm O1 cách gốc tọa độ O đoạn X0 lớn 0. Như vậy, nguồn âm không đặt ở gốc tọa độ. Khi đọc đề thì các em có thể hiểu nhầm rằng nguồn âm đặt ở gốc tọa độ. Trong tình huống này, nếu nguồn âm đặt ở gốc tọa độ thì mức cường độ âm của nó sẽ là rất lớn. Vậy thì ở đây cường độ âm sẽ đặt ở một điểm khác. Nguồn âm sẽ đặt ở một điểm khác. Trên đồ thị ta thấy rằng càng xa ô thì Y càng giảm dần. Vậy thì suy ra vị trí đặt nguồn âm O1 sẽ nằm ở phía phần âm của trục tọa độ. Có nghĩa là cái nguồn âm O1 sẽ đặt ở phía đằng sau, phía nguồn âm, phần âm của trục tọa độ. Từ đồ thị ta thấy rằng tại X1 bằng 0, cách nguồn âm R1 bằng X0 thì Y1 bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông. Ở trên đồ thị đã thể hiện rõ tại vị trí X bằng 0, tọa độ bằng 0 thì lúc này ở vị trí này nó sẽ cách nguồn âm một đoạn là X0 và có cường độ âm ở trên đồ thị đã cho là 2,5 nhân 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông. Tại X2 bằng 2 mét, các em nhìn trên đồ thị ta sẽ thấy rằng tại X2 bằng 2 mét thì tương ứng ta sẽ có cường độ âm sẽ là, ở trên đồ thị này người ta không ghi giá trị nhưng các em phải từ cái hình vẽ các em suy ra được giá trị. Chúng ta sẽ cùng đếm từ 2,5 nhân 10 mũ trừ 9 đến ô. Chúng ta sẽ đếm có 1, 2, 3, 4 khoảng. Vậy các khoảng này các em chia đều là 4 phần. Thì cái vị trí cường độ âm ứng với giá trị 2 nó sẽ là 2,5 nhân 10 mũ trừ 9 trên 4, đơn vị là watt trên mét vuông. Như vậy tại vị trí X2 bằng 2 mét, cách nguồn âm R2 bằng X0 cộng 2 thì Y2 bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 9 watt trên mét vuông. Và ta suy ra công thức Y1 trên Y2 sẽ bằng R2 bình trên R1 bình. Đây là cái kiến thức mà chúng ta cùng nhắc lại với các bài toán trước. Tỷ lệ giữa hai cường độ âm Y sẽ tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Như vậy các em sẽ có Y1 trên Y2 bằng R2 bình trên R1 bình. Chúng ta thay R2 và R1 theo X0, ta sẽ được R2 bình trên R1 bình bằng X0 cộng 2 bình trên X0 bình bằng 4. Và thay vào các em sẽ tìm ra được X0 bằng 2 mét. Vậy là chúng ta đã tìm ra được vị trí đặt nguồn âm cách ô là 2 mét. Và ta xét điểm M có tọa độ XM bằng 4 mét. Bây giờ ta vào bài toán XM bằng 4 mét. Thì khi XM bằng 4 mét thì suy ra RM sẽ bằng 6 mét. RM là khoảng cách từ M cho đến nguồn âm. Điểm M cách O là 4 mét. Nguồn âm cách O là 2 mét. Vậy RM là khoảng cách từ M đến nguồn là 6 mét. Và bằng 3 lần R1. R1 ở đây bằng X0 bằng 2 mét. Chúng ta biết rằng cường độ âm tỷ lệ nghịch với bình phương của khoảng cách. Vậy bây giờ nếu mà khoảng cách tăng lên gấp 3 lần
thì cường độ âm sẽ giảm đi 3 bình lần. Vậy các em sẽ có IM sẽ bằng I1 trên 9. Và chúng ta có I1 theo đề bài cho là 2,5 x 10 mũ trừ 9. Vậy IM sẽ là 2,5 x 10 mũ trừ 9 trên 9, đơn vị là watt trên mét vuông. Và từ giá trị tính được này, các em sẽ tìm ra được mức cường độ âm tại M. Mức cường độ âm tại M, LM sẽ bằng 10 log của IM trên I0. Các em nhìn trong công thức của thầy có số 10 ở phía trước, hàm log. Vậy, điều này có nghĩa là đơn vị mà thầy dùng để tính mức cường độ âm là đơn vị decibel. Và chúng ta thay số vào, IM thay I0 bằng 10 mũ trừ 12, thay IM bằng 2,5 x 10 mũ trừ 9 trên 9. Các em sẽ được kết quả là 24,4, đơn vị là decibel. Như vậy, với câu này, chúng ta chọn đáp án A, 24,4 decibel. Vậy, với bài toán này, thầy lại nhắc lại cho các em cái kiến thức tỷ số giữa hai cường độ âm, tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Thứ hai là công thức tính mức cường độ âm, L bằng log I trên I0 hoặc L bằng 10 log I trên I0. Bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Như vậy, với hai tiết, thầy đã trình bày xong cho các em về phần sóng cơ và sóng âm. Thì công việc về nhà của các em là các em học thuộc các kiến thức ôn tập trong bài giảng và làm bài tập trắc nghiệm 40 câu theo đường link https://bit.ly/ôn tập sóng cơ 2. Thì các em vào đường link này, các em làm bài tập, các em làm xong, ta bấm nút gửi thì chúng ta sẽ biết là điểm của chúng ta là bao nhiêu và chúng ta sẽ biết chúng ta sai câu nào. Như vậy đến đây, thầy đã kết thúc công việc của mình. Xin chào tất cả các quý thầy cô, xin chào tất cả các em học sinh. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các em học sinh vào bài giảng sau.